Ngày 22 tháng 10, lễ hội ẩm thực 1000 món ngon xưa và nay đã khai mạc tại làng du lịch sinh thái Ông Đề thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan thưởng thức món ngon. Được biết, lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10, từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Các món ngon xưa và nay dự kiến sẽ đến từ mọi miền đất nước, từ các loại bánh dân gian Nam Bộ như bánh tét, bánh ú nước trò lá tre, bánh ít trần, bánh dừa, bánh canh vịt sim, bánh hỏi, bánh lá mơ. Ngoài ra còn có các món ăn hiện đại đến từ mọi miền như bún mắm nêm Đà Nẵng, mì Quảng, bún bò Huế. Đây được kỳ vọng là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương miền Tây Nam Bộ phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, lễ hội cũng góp phần giữ gìn nét đẹp của văn hóa ẩm thực quê hương, từ những món ăn truyền thống, phát huy tính sáng tạo, mới lạ trong khâu chế biến, cũng như nguyên liệu của những món ăn hiện đại ngày nay.